Dạ, hiện tại bên em đang đứng ngay cái khu vực Đầm Sen. Đây là cái cổng của khu vực Đầm Sen. Dạ, hôm nay thì bên em giới thiệu đến quý khách một căn nhà mặt tiền trục đường Hòa Bình, cách cái vị trí này khoảng tầm 60 m, với cái diện tích là ngang 5,8 m, dài 20 m, nhà cấp 4 cao ráo khang trang. Hiện tại mình đang cho thuê kinh doanh. Nhà đẹp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng đầy đủ, giá chỉ có 19 tỷ còn thương lượng. Mặt tiền đường Hòa Bình đối diện với Đầm Sen, quận Tân Phú. Và mình đi ra khu vực quận Tân Bình là khoảng tầm 1 km đổ lại thôi. Nhà mình nằm giáp với quận Tân Bình. Vị trí kinh doanh đắc địa. Quý khách thấy được cái lưu lượng xe cộ qua lại của con đường Hòa Bình này lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Ở cái vị trí này là đầy đủ các cái tiện ích và cái khu vực này cực kỳ sầm uất. Giá căn nhà với diện tích là 5,8 m, dài 20 m, sổ hồng riêng đầy đủ, giá 19 tỷ, ngân hàng thẩm định vay 70% tổng giá trị căn nhà. Để tham quan căn nhà này trực tiếp làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video thế lần sau. Giới vẫn xoay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta.